Rồi, chào tất cả các anh em ha. Thì hôm nay tôi chia sẻ với các anh em là cái cách để chúng ta sử dụng Atonic ha. Atonic cho cái bo ghép sau khi tháo bịch ha. Cái cách để sử dụng cho nó hiệu quả. Đó, nó kích thích cái bo ghép phát triển rất mạnh ha, rất mạnh. Khi chúng ta trồng cái mấy phôi á, nó kéo nhựa rồi chúng ta mới ghép nha. Nè. Nó sẽ kéo nhựa cái đầu này nè. Chúng ta mới ghép nha. Đó, có thể là chúng ta trồng khoảng chừng 10 15 ngày khi nào nó kéo nhựa. Khi nó kéo nhựa hoặc là đâm những cái chồi nhỏ ha, những cái tược nhỏ trong cái thân mây phôi ra nè. Thì lúc đó chúng ta mới ghép nha. Đó, và cái việc chọn cái bo ghép này nó phải khỏe ha. Đó, cái bo ghép là nơi cái cây mà không bị bệnh ha. Nếu cái cây bị bệnh nấm này kia thì chúng ta phải xử lý trước ha, xử lý trị bệnh trước. Khi cái bo ghép nó khỏe, cây nó khỏe rồi chúng ta mới cắt bo, chúng ta ghép nha. Đó, rồi đó là chia sẻ với các anh em. Rồi thứ hai nữa là khi mà chúng ta cắt bo chúng ta ghép á, là cái cây mai mà chúng ta cắt bo á thì chúng ta phải ngưng phân một tuần nha, ngưng phân cả là phân bón gốc và cả là phân xịt qua lá ha, phân thuốc chúng ta xịt qua lá chúng ta phải ngưng một tuần nha, rồi chúng ta mới cắt bo, chúng ta ghép. Đó là cái một số cái lưu ý ha. Rồi sau khi ghép thì còn kỹ thuật ghép thì chúng ta có thể tham khảo thêm đó. Rồi sau khi ghép là khoảng chừng 3 tuần nha, khoảng chừng 3-4 tuần chúng ta tháo bịch. Và khi chúng ta tháo bịch đó, nên em cố gắng ha, tháo một cách từ từ nha, chúng ta không nóng vội tháo hẳn cái bịch nha nè ra nha. Đó, khi mà cái bo ghép á nó phát triển cỡ này nè anh em, từ 3-4 lá đổ lên ha, đó cỡ này ha, rồi chúng ta tiến hành tháo. Lúc đó là có sợi dây buộc rồi anh em ha. Đó, chúng ta tiến hành tháo cái sợi dây buộc này ra thì chúng ta để hờ vậy nha, để hờ vậy khoảng chừng 3-4 ngày sau chúng ta mới tháo hẳn nha. Và khi chúng ta tháo dây hoặc là tháo bịch luôn là phải ở cái thời gian chiều mát nha, chiều mát nha, thời gian mát anh em ha, không có nắng nha. Tại vì cái thời gian chiều mát cái không khí nó mát mẻ, qua một đêm nó mát mẻ thì nó sẽ quen dần, đến hôm sau nó sẽ quen dần ha. Mặc dù ở trong mát nhưng mà chúng ta tháo buổi trưa là cái không khí nó rất là hanh ha, nó dễ làm cho cái lá nó bị quéo nha. Đó, quéo. Rồi nếu chúng ta muốn chắc thì chúng ta có thể lấy cái kéo ha, cắt bằng cái gốc, khỏi cần tháo dây, mà chúng ta có thể một ngày chúng ta cắt một lỗ ha, ngày chúng ta cắt một lỗ nó quen dần. Rồi cái đó là tôi chia sẻ các anh em ha. Rồi khi mà chúng ta mới tháo dây á, chúng ta lấy cái bịch ra nha, chúng ta pha Atonic nè, chúng ta xịt nó. Thì Atonic này chúng ta pha kèm với lại thuốc trừ sâu và bộ chỉ ha, trừ sâu và bộ chỉ. Cái này là nó sử dụng hỗn hợp ha, vừa sâu vừa bộ chỉ nha. Thì chúng ta cũng chú ý ha, chúng ta cố gắng là mua cái loại nào nó sử dụng cả hai nha. Thường là sử dụng bọ chỉ, khi mà xịt được bọ chỉ là sau đương nhiên nó sẽ chết ha. Chúng ta quan tâm là bọ chỉ. Thì thuốc xịt bọ chỉ thì đương nhiên sau nó sẽ chết ha, sau nó dễ chết hơn là bọ chỉ ha. Rồi, cái này là cái loại thuốc trừ sâu sinh học anh em ha. Nó cũng thân thiện, nó không có độc nhiều ha. Nó độc nhiều so với cái loại thuốc trừ sâu khác. Đó, sau sinh học nè, thời gian cách ly có 3 ngày thôi ha, còn những cái còn nhiều loại khác thì cách ly tới 7 ngày ha. Thì chúng ta chú ý là nếu chúng ta cố gắng chúng ta chọn được cái loại này càng tốt ha. Đó. Nè, nó nhẹ nhàng, nó dễ sử dụng ha. Rồi nó giống như sữa vậy em, trắng như sữa vậy đó. Rồi chia sẻ cái này ha. Rồi khi mà chúng ta tháo cái dây này ra nè, chúng ta lấy cái bịch này ra nha, chúng ta pha thuốc, chúng ta xịt nó một lần xong chúng ta chùm cái bịch lại. Chúng ta không cột ha, chùm bịch này khoảng chừng 3-4 ngày sau thì chúng ta mở ra. Thì hôm nay là tôi mở ra nè, tôi mở ra hẳn luôn nè. Đó, thì anh em thấy ha. Đó, sau khi mà tôi xịt Atonic một lần đó thì các đợt được non, cái lá non nó cũng bắn ra nè, nó còn bắn ra mướt rất mướt ha, mướt này, mướt nè. Đó, thì những cái chồi nào mọc từ cây phôi thì chúng ta cắt nha, cắt bỏ để tập trung dinh dưỡng nó nuôi cái bo ghép ha.
rồi những cái lá mà nó bị khô này, khô cái đầu này qua cho chúng ta tháo bịch đó. Tháo bịch thì nó sẽ ít nhiều nó cũng sẽ bị ha. Bởi vì chúng ta lấy cái lá cái kéo ha, chúng ta bắt bấm bỏ những cái lá cái đầu lá bị quéo đi đi. À, lá bị quéo đi. À, chứ nếu nó quéo nhiều thì chúng ta lặt bỏ ha, không sao hết ha. Lặt bỏ. Đó. Chúng ta cắt cái phần bị quéo đi nha. Rồi. Đó, anh em ha. Các cần bị kéo nè. Rồi. Đó. Cắt đi cái phần bị quéo đi hết luôn. Đó. Rồi. Đó, tôi ghép hai bò mà nó sống rất khỏe anh em ha. Rồi. À, và chúng ta chú ý ha, chọn giống ha. Chúng ta cố gắng là chọn cái giống để cho nó khỏe ha. À, một số cái giống cái mai khỏe để anh em một số anh em tập chơi thì có anh em có thể chọn một số giống sau. À, thứ nhất là giống Phú Tưng ha, giống Phú Tưng, dạ Phú Tưng. Phú Tưng. À, hai là dạ Bến Tre ha, dạ Bến Tre. Ba là có thể là dạ Thủ Đức ha, dạ Thủ Đức nó cũng khỏe. Thứ tư là giống Phú Tưng ha, Phú Tưng. Xin lỗi, Tân Châu anh em. Thứ tư là giống Tân Châu ha. Thứ năm là giống Đại Lộc và thứ sáu là giống Phú Quý ha. Phú Quý. Đây cái giống này là giống 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 này là giống Phú Tưng ha. Phú Tưng nè. Giống Phú Tưng nè. Còn đây là giờ đây, đây cây Phú Tưng nè, giống Phú Tưng đây. Cái lá nó rất dài ha. Nó dài, dài thòn ha. Phú Tưng. Còn đây là giống Thủ Đức. Thủ Đức là lá nó gân nhiều nè, lá nó gân nhiều nha, đó. Nè, lá gân nhiều là đọt nó màu hồng nha, đọt nó hồng, không đỏ lắm mà nó hồng nha, nè lá nó gỗ gân nhiều nè, đó. Mà lá nó cong nha, cái đường lá, cái mép lá này nó thẳng nè, nó thẳng nè, nó không có uốn lên uốn lượn lên lượn xuống như các giống khác nha. Không có lượng lên dựng xuống, ví dụ như giống Tân Châu anh em, giống Phú Tân nè. Đó. Cái lá nè, nó lượng sóng nè, cái mép lá nè, lượng sóng nè. À. Anh em thấy không? Cái mép lá nó lượng sóng nè, thấy chưa? Và lá nó rất là dài ha. Cái gân lá nó ít hơn giống Thủ Đức nè. À. Đó. Đó, giống Thủ Đức gân lá nhiều hơn nè. Rồi, thứ ba là giống Tân Châu nè, Tân Châu lá bầu nè. Đây. Tân Châu lá bầu. Cái bò tương cho lá bầu thì rất dễ nhận biết ha, đỏ nó màu đỏ ha, lá rất là mập và bự ha, nó gần giống như giả lá gai ha, giống gọi là giả lá gai. Tuy nhiên cái gân lá thì nó ít hơn cái giả lá gai ha, cái lá nó vẫn có gai anh em, nhưng mà gai nó ít hơn ha, nó ná ná cái giống nó cũng dễ bị nhầm lẫn với thằng giả lá gai ha. Rồi thứ ba là giống giả Bến Tre, giả Bến Tre nó cũng rất là khỏe. À, đối với anh em mới chúng ta có thể chọn một số giống này để chúng ta ghép ha, nó dễ chăm sóc và phát triển rất tốt. Đó. Đó. Và thứ năm á, là giống Đại Lộc, đây Đại Lộc đây. Đó. Đại Lộc nó cũng phát triển rất tốt ha. Đó, giống Đại Lộc. Còn thứ năm á, là chúng ta có thể sử dụng giống Phú Quý ha, đây Phú Quý, giống Phú Quý lá nó rất là nhuyễn nè ha, lá nó nhuyễn đây. À, lá nhuyễn nha. Phú Quý nè. Nè, giống Phú Quý nha. Giống Phú Quý lá nó rất nhuyễn anh em à. Này nè. Đó, Phú Quý. Giống Phú Quý sống cũng rất là khỏe ha. Cái nội lực nó cũng rất là khỏe. Sinh trưởng mạnh. Đó thì anh chọn một số giống đó để anh em ghép cho cây mai của mình ha. Rồi. Tiếp theo nữa sau khi mà chúng ta xử lý cái tháo bịch. À, tháo bịch rồi ha. Đó, sau khi chúng ta tháo bịch nè, tháo bịch xong thì chúng ta tháo bịch hẳn đó, chúng ta cắt những cái đầu lá này nha, và chúng ta tiến hành pha thuốc, chúng ta xịt ha. Thì cái liều lượng và cái cách pha của cái đợt mà tháo bịch hẳn nè, cũng như là nó cũng giống như cái cách pha ở cái lần mà chúng ta tháo bịch hờ ha, tức là cách 4 ngày 5 ngày là chúng ta xịt lại đó ha, chúng ta tháo hẳn là chúng ta xịt nó thêm một lần nữa. Thì tôi sẽ quay cái trực tiếp cái việc pha thuốc cho anh em xem ha. Rồi chúng ta pha Antonix anh em ha. Antonix là chúng ta cái lượng pha nè. Cái gói này á là chúng ta pha 16 lít ha, một gói này nè. Chúng ta pha 16 lít.
Thì đây là bình 2 lít ha. Thì chúng ta sẽ chia làm 8 lần ha, 8 lần. Thì một bịch này thì chúng ta có thể là sử dụng 2 lít thì chúng ta có thể là sử dụng từ 6 đến 7 giọt ha, 6 7 giọt. Một. Đó. 7 chục giọt ha, chục giọt quay về thôi ha, đừng có xịt nhiều. Đừng có xịt nhiều. Đây một bình này. Rồi, rất nhiều lượng, rất là loãng anh em. Một gói này tới 16 lít lận ha. Đó, thì chúng ta phun lượng loãng thôi. Mai ghép mà. Mai con mà ha. Chúng ta không có phun nhiều. Rồi. Rồi chúng ta tiến hành cho thêm cái thuốc trừ sâu này nữa nha. Thuốc trừ sâu sinh học này nè. Thì cái loại này chúng ta có thể nó cũng phổ biến lắm anh em. Ra tiệm thuốc gần nhà của các anh em ha. Chúng ta có thể hỏi mua ha. Nè cái nhãn hiệu nè. Radian nè. Radian ha. Rồi ngoài ra chúng ta có thể là chọn một số loại này tương tự ha. Tương tự. Thì cái loại này chúng ta cũng pha là từ 7 8 giọt ha, trong bình 2 lít này. Đó. Rồi, tôi sẽ pha anh em xem luôn ha. Đó, rồi. Rồi sau khi pha chúng ta có thể là vá lại nha, lấy quẹt chúng ta hơ gặp gấp lại, quẹt quẹt hơi chúng ta hơ niêm phong nó lại, nếu chúng ta sử dụng ít ha, nhiều thì rồi chúng ta cho nước và chúng ta lắc đều, chúng ta xịt ha. Xịt thì tôi cũng sẽ xịt một số cây cho anh em xem ha. Nói chung là chúng ta tiến hành xịt nó tầm 3 lần ha, 3 lần. Một lần đầu tiên á là khi chúng ta tháo tháo hờ ha. Tháo hờ á tức là chúng ta tháo cái dây cột của cái bịch ra. Chúng ta lấy cái bịch ra, chúng ta xịt cho nó. Sau đó thì chúng ta bịch chùm cái bịch hờ nó lại ha. Rồi lần thứ hai nữa là bây giờ ha, ngày hai là bây giờ khi chúng ta tháo bịch hẳn ha. Để ta phun cho nó một lần nữa. Rồi. Qua lần thứ ba là cách một tuần ha. Cách cái đợt xịt này một tuần nha. Cách cái đợt xịt này một tuần là chúng ta xịt cho nó thêm một lần nữa, y chang vậy luôn. Cũng loại thuốc trừ sâu đó luôn ha. Xịt nó thêm một lần nữa thôi. Rồi, qua lần thứ tư thì chúng ta đổi loại ha. Lần thứ tư chúng ta đổi loại. À, tôi xịt cho anh em xem ha. Đó, chúng ta lắc đều nha. À, chúng ta bơm vào chúng ta xịt ha. Để anh em xem nè. Đó. Cái góc luôn nha. Đó, kích thích đó luôn. Đó, cái góc luôn. Đó. Đó, ướt đẫm cái bao ghép luôn. Ướt đẫm luôn, ở thân luôn. Đó. Thì trong đây tôi có một mớ nữa ha, nhiều lắm, nhiều. Tôi sẽ xịt đám này luôn nha. Đó. Nè. Nè, cái mai này, cái mai cả mai mày ghép nè, xịt luôn nha. Để em xem nè. Đó, mình ghép nè. Mai này mai mai trắng ha. Mai trắng. Rồi. Đó, xịt luôn. Xịt luôn. Xịt nó một lần ha, một lần này. À, sau khi tháo bịch hẳn chúng ta xịt nó ha. Rồi qua lần thứ tư là anh em đổ cái loại này nha. Đó. Cái loại bón lá nè, 30 10 10 nè. Thay thế cái Antonit nha. Thay thế Antonit. Đó, thì cũng một tuần chúng ta phun một lần ha, kèm theo bào chỉ. Còn cái thuốc bào chỉ chúng ta luân phiên ha, từng lần. Khi nào cái bao ghép thực sự là khỏe, nó đò to như cái đầu đũa ăn ha, thì chúng ta có thể là ngưng ha. Đó, thì chia sẻ với các anh em ha, cái cách sử dụng Atonic cho cái bo ghép chúng ta phát triển mạnh. À, chúng ta vẫn có thể sử dụng giới hạn là 3 lần ha, bất cứ cái loại cái kiểu mai nào. Thì khi chúng ta sử dụng Atonic tưới hoặc là xịt qua lá thì chúng ta sử dụng cho giới hạn là 3 lần ha, không sử dụng nhiều. Ví dụ phục một hồi mai sau Tết như vậy, chúng ta có sẽ sử dụng Atonic, chúng ta phun nó từ 2 đến 3 lần
đầu năm ha. Rồi chúng ta ngưng, nó không có sử dụng nhiều đối ba lô đít ha. Rồi chia sẻ với các anh em, các anh em thích thì hãy bấm đăng ký ủng hộ kênh ha, và nhấn nút chuông để tiện theo dõi những video tiếp theo ha. Rồi một lần nữa chia sẻ với các anh em, chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em nha.